Phan Tống là người huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang, gặp lúc Tôn Ân làm loạn, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Phan Tống sống với người cha già đã hơn 70 tuổi, đi lại rất khó khăn. Trong cơn hỗn loạn, Phan Tống phải cõng cha chạy nạn. Vì cõng cha trên lưng nên không thể chạy nhanh theo kịp mọi người, xem ra rất dễ rơi vào tay bọn cướp. Người cha liền bảo Phan Tống: "Cha tuổi già sức yếu, không thể chạy trốn được. Nhưng tuổi con còn trẻ, sức khỏe dồi dào. Nếu chạy một mình thì có thể thoát khỏi tay giặc cướp. Nếu cõng cha theo, con sẽ chạy rất chậm, nhất định sẽ bị bọn giặc cướp làm hại. Thế thì cả hai cha con ta đều gặp nạn. Chi bằng con cứ chạy một mình đi, như vậy sẽ bảo toàn được tính mạng cho con." Phan Tống tuy nghe cha hết lời khuyên nhủ như thế, nhưng vẫn nhất định không chịu bỏ cha lại để thoát thân một mình. Chàng cõng cha theo trên đường chạy loạn, kết quả là bị bọn giặc cướp bắt được. Thấy chúng hùng hổ tiến đến, chàng quỳ xuống van xin: "Cha tôi đã hơn 70 tuổi, xin các người hãy thương tình buông tha, bảo toàn tính mạng cho ông ấy." Nghe con nói vậy, người cha cũng quỳ xuống cầu xin: "Con trai của tôi, tuổi còn trẻ, lẽ ra đã có thể chạy thoát được rồi. Nhưng vì không nỡ bỏ tôi nên quyết định ở lại. Tôi đã già, dù chết cũng không có gì đáng nói. Chỉ cầu xin các người hãy tha cho tính mạng của nó." Khi ấy, có một tên cướp dùng đao định chém người cha. Phan Tống lập tức lao tới, nhanh như tên bắn, ôm chặt lấy cha, đưa lưng nhận lấy lưỡi đao hung hãn đó. Tên cướp bị bất ngờ hơi chùng tay lại, nên đường đao lệch sang chém xuống bả vai Phan Tống, máu tuôn lai láng, khiến chàng trai nhất thời hôn mê bất tỉnh. Khi ấy, có một tên cướp khác chạy đến nói với đồng bọn: "Người thanh niên này liều chết cứu cha là hiếu tử rất đáng quý, sao có thể giết anh ta được? Giết hiếu tử là việc làm báo hiệu điềm xấu, trời đất không tha, chúng ta nhất định không được giết." Nghe vậy, cả bọn liền vội vàng lo cứu chữa, băng bó vết thương cho Phan Tống. Sau đó, họ còn cử hai người đưa hai cha con trở về nhà an toàn.